Hướng dẫn tạo dáng với chiếc dù along. Tay phải cầm dù, tay trái cầm tà. Đổi tay lại, tay trái cầm dù, tay phải để nhẹ lên vai. Hai tay cầm dù, nhìn xuống. Tay phải cầm dù, tay trái co trước eo, xoay nhẹ lưng xíu. Tay trái cầm dù, tay phải chạm gì cũng được. Đừng quên theo dõi và để lại cảm nghĩ của bạn dưới phần bình luận nha.